Có một bác khách hàng đặt bên em một cục đẩy ở HD 4.10 anh em nhé. Bác khách thì đây, địa chỉ của bác khách đây anh em nhé. Ok chưa? Thì với cục đẩy HD 4.10 thì giá hiện tại bên em đã công khai tới tất cả anh em qua rất nhiều video rồi. Một mẫu đẩy mới về nhưng mà cái độ hot của nó không kém cạnh gì các cục đẩy đã bán từ rất lâu anh em nhé. 9.500.000 đồng, bên em bao ship toàn quốc cho tới tất cả anh em. Anh em có nhu cầu mua hàng hãy nhớ liên hệ với bên em qua số điện thoại bên góc dưới màn hình. Nhớ đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video mới nhất anh em nhé. Đây em cũng vừa bóc thùng móc hộp ra đây, cũng cắm dây rắc và cũng chuẩn bị test hàng để gửi cho bác khách. Với những sản phẩm này thì như em đã nói với tất cả anh em rồi, nó là hàng chính hãng thương hiệu của Lợi Ích Acoustic. Bên em không bán những dòng sản phẩm khác anh em nhé, không bán hàng cũ, không bán hàng bãi, mà đó là sản phẩm hàng mới chính hãng cho anh em có thể chơi. Và công tắc nguồn có thể bật lên. Trên này nó sẽ hiển thị xin chào anh em nhé. Và khi đó nó hiển thị rất nhiều những cái thông số cho anh em biết nhiệt độ của kênh CH12 và CH34. Khi không hoạt động thì nó sẽ ngang nhau. Tốc độ quạt, nguồn điện, bao nhiêu volt, các chế độ đánh Steel Panel hay Bridge. Anh em chuyển cầu đánh Panel hay anh chuyển cầu đánh Bridge thì nó sẽ hiển thị trên này anh em nhé. 1,2 sẽ là ở trên và 3,4 nó sẽ là ở phía bên dưới cho anh em có thể sử dụng. Quạt gió rất êm luôn anh em. Đây, trong quạt gió đang chạy. Nhưng nó rất là êm luôn anh em nhé. Rất là êm. Một cái màn hình hiển thị nó rất là đẹp. Và rất nhiều anh em cũng ưa chuộng, ưa thích cái dòng mẫu cục đẩy này. Đấy. Nhích lên là nó có tín hiệu luôn anh em nhé. Nhích lên là nó có tín hiệu luôn. Đấy. Đấy. Ok chưa? Rất đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Hiến đây anh em nhé. Rất đẹp cho anh em chơi. Đấy. Đây là kênh 1 anh em nhé. Đây là kênh 1 em đang cắm loa ở đây rồi. Quá ngon cho anh em rồi đúng không ạ? Và với con này thì rất đơn giản thôi. Con này thì nó có cả cầu gài và cầu rắc speak công. Anh em về gia đình anh em cứ dùng cầu gài cho em nhé. Nó chắc chắn. Nó chắc chắn. Bên em tháo ra tháo vào một ngày test không biết bao nhiêu con đẩy cho bác khách. Những anh em đặt hàng nên là không thể nào tránh được cái tình trạng đó, phải dùng rắc speak công. Đây kênh 2 này. Ok chưa? Đấy. Ok. Test hàng thì rất đơn giản thôi. Em sử dụng tín hiệu nhạc vào trực tiếp anh em nhé. Một cái cách test, một cái bài test rất là quen thuộc tới tất cả anh em. Đấy, chuyển rắc để cho anh em có thể chơi thôi. Rất đơn giản thôi đúng không ạ? Hàng mới full thùng hộp anh em chơi. Đấy. Đây, cho anh em nhìn cái dải đèn báo rất là đẹp đúng không ạ? Đấy. Ok chưa? Đấy. Quá đẹp luôn cho anh em. Đấy, ok chưa? Đây là kênh thứ 3. Và chuyển sang kênh thứ 4 anh em nhá. Chuyển sang kênh thứ 4. Những cái cầu gạt cho anh em thì nó vẫn sử dụng như các dòng đẩy bình thường, Steel Panel Bridge. Thì Bridge thì sẽ là đỏ anh em nhá. Cộng là 2 cộng vẫn sử dụng cho anh em bình thường. Đấy. Quá ổn áp rồi đúng không ạ? Thế là ok rồi đúng không ạ? Đấy. Các giải đèn báo tín hiệu rất đẹp đúng không ạ? Đấy anh em nhìn chưa? Rất đẹp luôn. Ok chưa? Đấy. Tiếng thì rất hay anh em nhá. Rất nét luôn. Công suất thì rất là lớn cho anh em chơi. 1000W đặt chuẩn ở chế độ 8 ohm. Nghe nói rồi, đằng sau này nó có các cái cầu gạt như Steel Panel Bridge ở đây anh em nhá. Em sẽ tháo bớt cái rắc này ra. Test vậy thì cũng rất là ok rồi đúng không ạ? Đây, nó có các cầu như Steel Panel Bridge, anh em gạt sang Panel anh em nhé. Thì đằng sau này nó là Panel, thì mặt đằng trước này nó cũng chuyển sang Panel cho anh em nhìn chưa? Đấy, Bridge thì nó sẽ sang là Bridge. À, anh em đánh cầu nào nó sẽ chuyển sang cầu đó anh em nhé. Đây, chuyển sang Bridge cho anh em này. Đây là kênh 3-4, 3-4 nó sẽ là ở phía dưới anh em nhé. Đấy, Bridge cho anh em luôn. Anh em thấy chưa? Còn gạt về Steel thì nó sẽ là Steel. Nên là anh em cũng không sợ đó là gạt nhầm hay là như thế nào đó anh em nhé. Mà anh em sẽ nhìn trực tiếp trên cái màn hình này, nó sẽ hiển thị cho anh em luôn về các cái chế độ đánh Steel Panel Bridge, rất tiện lợi cho anh em chơi đúng không ạ? Với đẩy này thì bây giờ sẽ đóng hàng và gửi hàng cho bác khách. Thì cũng rất cảm ơn bác khách cũng đã tin tưởng, hàng cũng vừa về thôi và cũng đặt anh em nhé. Đây là cái siêu màn hình, anh em có thể bóc ra anh em nhé. Để một cái màn hình rất là nét. Siêu này thì nó là chống xước cho anh em, một cái màn hình thôi. Anh em về nhà anh em cứ lột ra sử dụng cho nó đẹp anh em nhé. Mong tin nhu cầu mua hàng thì anh em hãy nhớ liên hệ với số tại góc dưới màn hình. 9,5 triệu bên em bao ship toàn quốc anh em nhé. Chào tất cả anh em và hẹn anh em các clip lần sau ạ.